Phần nào phần này chưa nào, bây giờ thầy hướng dẫn cho nhá, làm luôn viết luôn nhanh, cái này viết nhanh luôn để thầy xem mọi người đang viết như nào. Thì ở đây chúng ta thì đầu tiên là giới thiệu về cái trường học theo ví dụ mẫu, thì chúng ta sẽ có cái mẫu là như là yo ki nên han guk te ak cho mình ta, tức là gì, yo ki là đây đúng không, đây là cái trường gì đấy, à, trường đại học Hàn Quốc đúng không, thì bây giờ chúng ta sẽ thay đây là trường đại học gì đấy đúng không, vào đây sau rồi thì hắc cho ấy tố so hoan nhìn xin gì ta, tức là gì, nó có một cái tố so hoan là cái gì, thư viện, nó có một cái thư viện ở trong trường trường học đúng không. Thì bây giờ tương tự mọi người viết cho thầy đi xem là đây là cái gì đấy. À, ví dụ như là mọi người giới thiệu về trường cấp 3 của mọi người cũng được nhé. Đây là trường cấp 3 gì đấy. Ví dụ như là do khi nên, ví dụ như của thầy nhé, thầy sẽ ghi là gì? Do khi nên, ví dụ trường cấp 3 Hàn Thuyên chẳng hạn đúng không? Hàn Thuyên thì cấp 3 là gì biết không? Cô Tưng Khắc Chô. Nhìn đã. Đó. Thầy có thể viết là trường, đây là trường cấp 3 Hàn Thuyên đúng không? Xong rồi ở trong cái trường cấp 3 này có cái gì? Cho ê, thầy bảo là có cái gì tích tang này đúng không, kể cái tích tang này, xong rồi có cái gì nữa nhỉ, có nhãn học sinh đi nhỉ, các em tích tang, các em tích tang sau cộng với y thì như là à, như thế là thầy đã hoàn thành xong cái bài này rồi. Viết đi, viết luôn là trong trong sách, chụp ảnh gửi lên nhóm cho thầy. Cường với Ánh hiểu chưa, Cường chị Dạ Ánh rồi. nào, viết luôn cho thầy, viết luôn cho thầy, chụp ảnh gửi lên nhóm và check luôn. Yeah. Thầy ơi, cấp 3 em học trường nội trú thì viết trong tiếng Hàn viết như nào ạ? Không, cái tên em tên đầy đủ em là gì? Tên cấp 3 đầy đủ là gì? Trường trung học phổ thông gì Tên nó dài lắm thầy ạ. thì em cứ đọc, thử đọc lên nào để thầy cho. Là trường của em là trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Hà Giang. Nội trú Hà Giang đúng không, thì Vâng. em cứ ghi lấy một cái tên là trường cấp 3 nội trú Hà Giang là được, như thế là được. Thì cái từ nội trú Hà Giang này nó tính là cái tên riêng ấy, hoặc là em ghi luôn là trường cấp 3 Hà Giang cũng được. Ở Hà Giang của Tương Học Châu là được. À, dạ vâng ạ. Vừa thấy hiểm ta lại chạy đâu rồi. Mình cũng làm viết luôn ra vở cho thầy, viết ra vở chụp ảnh gửi cho thầy là được. Quốc đâu, Quốc biết làm cái gì chưa, Quốc ơi, Quốc ơi, Quốc ơi, Làm theo cái mẫu kia đúng không thầy? đúng rồi, theo cái mẫu này này đó, mình chỉ cần thay một cái tên trường cấp 3 của em vào đây đó, rồi bắt đầu mình xem là ở trường có cái gì mình cho vào đây là được. Đấy. Cứ viết ra, quan trọng thầy sẽ xem em viết như nào thôi, còn cái mẫu này nó đơn giản rồi đúng không? Đúng. Cái gì đấy? Kéo đi lên. Diễn Châu Diễn Châu, Cố Tưng Hắc Chô. Cố Tưng Hắc Chô viết gì đấy xấu thế. Cố Tưng phải cố Tông nhá. Cái tờ đây là tờ ư ngữ mà. Em thấy trong ư đúng không? Sau cái o tròn tờ này. Đó, thầy cũng biết mọi người viết lên xem có đúng không? Chỉ cần như này thôi là được. Cố Tưng Hắc Chô đúng không? In mì đà hắc chô ế. Lép xì. Hoa trang xì đi. In mì đà. Hoa trang si, cái từ trang này, cái từ trang viết nó bị sai sao đúng không? Trang phải là chờ này chứ đúng không? Chờ này, này.
trang như này cơ mà, đúng không? Em biết là thành sờ rồi, đúng không? Ừ, xong rồi thầy hướng dẫn tiếp bài tiếp theo. Em học rồi nên nó học ở đây nó sẽ chán chứ mà xem bộ không có lớp sơ cấp không thì tí nhỉ, Quỳnh có thể lên học cái lớp sơ cấp đang ở giữa giữa, tức là lớp đấy nó đang học bài 8, bài 8, bài 9 gì đấy. Hả? Ý là muốn học từ bài 1, bài 2 này á. Có nhàm chán này, này. Sợ nhàm chán thôi. Còn nếu mà muốn học giữa trường thì lên học cái lớp mình cô Hà đang dạy buổi chiều đấy thì là ok, lớp đấy đang học giữa giữa trường này. Còn lớp này thầy dạy cả on cả off nên là kiểu bị sợ lại chán, chậm chậm lại chán, các bạn trên này học chậm lắm. Hôm nay có ai Hiệp với Minh hai thằng dốt nhất lớp thì đâu đấy. Đó. Lần này mất trực tiếp là lâu rồi. Không Hiệp với Minh nữa. Lưu Chiến thế này nó học mấy lớp về đấy, nó phải học một lớp đâu, học đi học lại cho chắc. Tôi xem là của ánh này à, do kia nên Hà Giang phủ tưng cái này này à, ánh ơi cái này chúng ta em viết như này nó thành tung đấy, tức à, em chỉ viết chữ tờ này, chữ ư gạch ngang và chữ o tròn bên dưới thôi. Đây là nhìn nhìn cái chữ đánh máy thì nó có hơi lên một xíu nhưng không cần biết cái đấy đâu. Dạ Xóa hóa cái dưới này đi, tôi mỉ là khắc chuế khắc trong chiếc tay khắc trong chiếc tay thì mỉ là ăn trộm của thầy ấy. Hay cái gì đó vào lại thành cái khắc trong chiếc tay của thầy. Từ đây nhỏ chi nên gì đây Bắc Yên Thành này, Phú Tương Hắc Châu ốt phía đuôi câu quốc Quốc hay Cường đây. À, Cường mà. Cường thiếu đuôi câu này. Cường đâu nhỉ? Cường ơi. Cường ơi. À. Ừ. Em thiếu cái đuôi câu này. Tức là đây đúng Im không? đi ta. Đây là đúng rồi. Im mì tà. Sao hắc chú ấy. Ít, là ít sò dồ đâu ra. Đã học đâu mà ít sò dồ. Ai dạy? Dùng Google à? Ở trường cái tập historio đây là gì, em bỏ cái từ xóa hẳn cái historio đấy đi, xóa historio đi xong rồi thì un tông trang ấy rồi so chom thiếu mất tiểu từ ở đây dùng y ở đây hiểu chưa. Đây đầu tiên em bỏ cái chỗ này đi, bỏ này đi. Ê, un tông trang y so chom sao rồi thì đây so chom y vào đây chưa đó ít xưng mì tả như thế là được. Chứ ai lại tên như thế kia à, bài à, bài Cường thế còn cục quốc đâu đầu khi nên FPT cố gắng hát chung mì tả học trường FPT luôn á. Đồ em viết linh tinh trường hay thầy, em chả biết nghĩ ở trường nào. Cái trường của em tốt nghiệp là trường gì đấy em không nghĩ ra trường mình là trường gì. À trường á, trường em Em có cấp bài cái gì có cấp bài cái gì mà liên cấp trường liên cấp nhưng mà ai học MVP là nhà giàu lắm đấy. đâu thầy, học cao đẳng cũng không giàu đâu thầy.
Ở sao lại em học cao đẳng á, FPT học cao đẳng á, em mới ấy mà, em mới tốt nghiệp cấp 3 mà. Không, em tính học ở trường đấy nhưng mà em không học vì em đi nước ngoài ấy, À không, tức là nhưng mà đây em đã học đâu, đây là cô Tương Hắc Kiêu là trường cấp 3 mà. À, đây là trường cấp 3 của Tương Hắc, như ở Bắc Ninh này thì nó có cái trường FPT này, nó sẽ liên cấp từ cấp 1, cấp 2 và cấp 3 đấy, thầy định cho thằng Trung nhà thầy học ở đấy đó. Thì em có thể là FPT nhưng mà đây là con trường cao đẳng FPT có thể biết. À, sao được vâng. vô ê cà kê đây làm gì có cái bắt thật chim phụ âm bên dưới đâu, thì em phải cộng với gì, cộng với ca chứ, sửa thành ca cho thầy. Vâng. Đấy, thế là xong rồi, tiếp tục sang bài thứ hai. Bài bên dưới này nhá, bài bên dưới này người ta có cái gì, your kin or timi cá, tức là đây là đâu, thì người ta sẽ trả lời là Hàn Quốc Tế Hắc đúng không, là trường đại học Hàn Quốc. Sau rồi Hắc Châu ấy mùa si mì cá, tức là có một cái mùa si, đây là cái gì, có cái gì ở trong trường, thì người ta kể ta là tổ tụ so quan sức ta đúng không. Sau rồi thì Hắc Châu ấy mùa si học sư mì cá, tức là không có cái gì ở trong trường, thì người ta kể ta là có su đê xin. Thì bây giờ mình sử dụng ba cái thông tin này điền xuống cái bài thì bài hội thoại bên dưới này nào, điền lên thầy đi. À, điền luôn đi. Đầu tiên là đầu tiên điền cái gì, câu đầu tiên nhé, lúc đấy là Cường, nên là Cường điền cho thầy cái câu, cái số đầu tiên là gì, do khi nên là gì đây. là Gì Hàn, Hàn à Hàn Quốc Hàn Quốc ta Hàn Kiều Quốc đuôi câu im ta im bị tả rồi. Ánh điền câu thứ hai. thầy câu hai là do kia tha Nhưng tổ tổ ho tổ 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 số khoa ni thì yêu isumita là đi tư người ta đúng rồi, quốc thứ ba thứ ba là gì? Như ở trên này ở đây là có tổ sao quan đồ đúng không, thì còn mỗi còn từ xích tăng với chu kê sinh nữa, thì bây giờ mình sẽ điền cái gì vào đây. À, xích tăng là có, còn chu kê sinh là không có, thì chu kê sinh ở dưới là có rồi đúng không, thì mình sẽ điền cái gì, Stick down xích tăng cho tiểu từ vào, xích a tăng ca ca đâu có phụ âm cuối mà, a i xích tăng nghi đúng không. À, xích tăng nghi, xích tăng nghi xin mì đá cho xích in tăng nghi xin mì đá rồi chiến câu cuối. Đó, vậy bây giờ cả cái bài này chúng ta thì dịch lại cả cái bài này nhé. Cái bài này thì nó có một cái bài văn là gì, do khi nên Hàn Quốc theo chưa mì đạt đó, nó dịch chủ ngữ trước là đây vong, đây là cái gì, trường đại học Hàn Hàn Quốc, và sau do kia là ở đây nó có một cái gì, tổ sao quan có thư viện, xong rồi nó lại có cả gì, xích tang nhà hàng nữa, và rồi nó không có gì chữ ký sự, nó không có cái thì không nghĩ đúng không. Thì bây giờ đây chính là một cái bài mẫu, đây chính là một cái bài mẫu để chúng ta viết tiếp cho cái bài bài bên dưới. Thì đây thì bây giờ đầu tiên chúng ta cố gắng là chúng ta liệt kê chi tiết xem là thông tin ở trên là gì, sau rồi chúng ta sẽ viết một cái gì, một cái bài như ở trên xuống dưới này, không khác gì cái bài mẫu trên nhé. Đấy, bài mẫu trên chúng ta cũng có một cái bảng ô đúng không, có những cái gì không có cái gì đó, sau rồi viết một bảng như bên dưới này, bên này cũng thế đó. Ví dụ như thầy lúc đấy thầy sẽ biết là gì, à thầy sẽ biết là đây là trường của thầy là trường Hàn Thiên đúng không, Hàn Hàn Thiên của Tương Khắc Châu đó, mọi người cũng biết một trường cấp 3 của mình tên là trường đây. Sau đó ở trong trường có cái gì thì thầy cũng liệt kê ra là Hắc Ken Tích Tang này, sau rồi có tù so quan này đó, sau rồi không có cái gì, không có Bình An này, không có ngân hàng này đó, thầy cũng liệt kê xong bắt đầu thầy cũng lại viết một bài hoàn chỉnh vào đây theo y cái mẫu ở trên này đó, mọi người viết cho thầy đi, xong rồi chụp ảnh gửi lên nhóm sẽ sửa. Đó, cho 5 phút viết, bây giờ 25 đến 30 chụp ảnh gửi lên.
rồi, đây là cái cách đây nó cũng theo. Vài trăm rồi. Nhập thì mình nốt nhất lớp thì lại không đi. Cái hôm học lớp khác thì thành nghỉ. Điều khi nên là ra cái tinh thần cho mình đã nhỏ cái khả mình đã stamina sử ánh này ánh bị sai đấy rồi. Ánh đâu nhỉ? Dạ. Của em bị sai đầu tiên là C không phải xe nhé. E này này. Viết cái E như này này. Đó. Xong rồi ở đây phải có tiểu từ là y ở đây Ý. đúng không? Thông qua đi ba cũng thế, y học sinh chỉ đạt đó ba Ừ. đấy nhá. Đi đâu à, là chó nướng. Tôi học ở trường này, nếu như thế thì em phải viết là ở đây là phải ế to như thế nhỉ. Thể hiện ta học trước đúng không? Nó phải dùng ở đây là ế to ở đây. Tôi học đúng không? Cùng bu và ubu viết sai này. Cùng bu cùng bu à, để hắc cho ế to hắc cho ế lép xí hoa trang xí đi. Tôi y ở đây ý xin mì là hắc cho ế chú kế xí
y option chứ thiếu mất từ này này option gì ta không ok option gì ta option option này option gì ta thiếu mất cái này này chưa đó thiếu mất cái đấy. Vâng này. À, giờ kia nên Bắc Yên thành phố Tân Khắc cho bị sai chính tả này là thường. Đầu khắc đầy khắc kêu đúng không? Khắc kêu mì đá. Kiểu, cái gì đây? Cái này là cái gì ở Cường? Cường đâu ấy nhỉ? U gì đấy? Ùn à? Ùn Tông Trang đúng không? Sân vận động đúng không? Cường đâu rồi? Ùn Tông Trang này, Tho Chom này cũng thiếu mất chữ M này. Tao bỏ cái này đi, chúng ta đang phải mà phải. Tức là chúng ta phải này thì chúng ta chưa phải cho tiểu từ đâu nhá. Tao hắc sen xích tang thì đến cuối cùng mới phải cho cái tiểu từ này. Đó, Ismida, Đồng Mari Bang, E of Ismida. Chưa, tưởng chưa, biết sai đâu chưa. Dạ rồi thầy. Còn của ai nữa? Hết rồi đúng không? Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần nghe nhé. Sang phần nghe, quay lại phần nghe đầu tiên cho thầy. Phần nghe của thầy nói lại ấy hết rồi này rồi không sao quan trọng là chúng ta nghe được cái gì thôi nào bây giờ nghe nhá đây là sách mấy đây sách 14 Bài 2 Hát kiểu nghe một làm quen số 1 nghe và ghi số hiệu đúng với bức tranh. từng người nghe một nhé đầu tiên từ Quỳnh nhé Quỳnh nghe thấy câu số 1 này nghe xong nhắc lại nhé 1 이것은 다방입니다. tại vì nó chỉ là đây là cái cặp đó nên ta sẽ điền là số 1 vào và số 2 này hoặc là bây giờ ta điền đi điền luôn cái là tên là cái khả ba ở đây là gì khả khả ba đúng không chiến này câu 2 này Hai, 이것은 창문입니다. thang luôn là cái là cửa ví dụ cửa sổ rồi cường cường nghe câu 3 này Ba, 이것은 의자입니다. cường đâu nhỉ thì có Ý xin cha hả? người ta thì là thì nó là cái gì người ta là cái gì thì ghế đúng không ánh này 4. 이것은 책상입니다. thì có tên check sang thì là ánh đâu nhắc lại Dạ. thì có tên 이것은 책상입니다. nghĩa là gì đây là check Đây sang là cái bàn. à chất sang là cái bàn à. Tiếp quốc này câu cuối cùng 5. 이것은 시계입니다. 이것은 시계입니다. y có sân CK mì đạt y Y có có sinh sinh si CK kê y ni mì đạt CK đây là đồng đồng hồ đúng không đồng hồ đó chúng ta viết hết vào nhá CK mì đạt khá báo thao môn đối ta chất tam CK đó. Rồi tiếp sang số 2 chúng ta sẽ làm gì đây hãy nghe hội thoại nếu đúng thì ô sai thì x tức là gì số 1 xem là nó thì nhưng thầy đánh đúng đúng đây nhưng mà mọi người phải nghe và hiểu được cái thầy nhé nghe và hiểu này
Số 2, Mình Quỳnh nghe có đọc hãy không? nghe hội thoại. Nếu đúng nội dung thì đánh dấu ô. Nếu sai nội dung, đánh dấu x gì? Một. 이것은 가방입니다. Đây là cái cặp. Hai. Rồi, vậy cái này đúng đúng không? Là số 2, chiến này. 이것은 칠판입니다. 치 탄, 이것은 치 탄입니다. Nghĩa là gì? Đây là chi than là cái gì? Bảo. Cái bảng, đúng không? Là cái bảng. Vậy nên là nên thầy mới đánh cái sai đây, đúng không? Tiếp này, cường số 3. Cường chi. Ba. 저것은 창문입니다. Cường là gì đấy? Nhắc lại. Cường đâu nhỉ? Ừ. Có xin. Thang môn im gì ra. Nó nghĩa là thang môn tức là cái gì đấy? Thang môn im gì ra. Thang môn là cái gì? Thang môn. Ừ. Thang môn là cái gì? Ừ. Và thang Thì môn. Mọi người biết thang môn là cái gì không? Thang môn là cái cửa sổ đúng không? Cửa sổ nhưng mà đây thì nó lại đang là cái cửa thế nên thầy mới đánh đánh sai vào đây được chưa? Tham luôn thì mình là cái cửa sổ nhá. Đánh tiếp là có 4. 4. 저것은 컴퓨터입니다. Thế là cho cơ sinh computer Nghĩa là gì? là đây là cái máy tính, Kia, có tức là kia, kia là cái máy tính, đúng kia không? là cái máy À, không cho là cái máy tính. Thế vậy câu này thầy mới đánh là gì đấy? Chính tính. xác. Hai ạ. Rồi, okay. Quốc. Câu 5. 5. Kigosun bunimnida. Từ có xưng gì? Em không nghe là từ đấy. Mun, mun mì đà. Ngôn. Từ có xưng mun mì đà. Nghĩa là gì? Từ có xưng mun mì đà. Em nhắc lại câu đấy với thầy. Từ có xưng mun mì đà. Có sun muni mi ta Ừ. Nghĩa là gì? Từ có sân vô nhìn người ta. Môn là gì? mu Môn cửa, là cái cửa, à, cái đúng cửa. là cái cửa. Môn là cái cửa cho nên thì phải đánh dấu x vào đây. Còn tiếp Quỳnh 6 này. Sáu. 그것은 책입니다. 우리 vào sân. Sách thì là à, chết thì là gì? Sách, vâng, đó là cái để sách đó. Ok. Tiếp bên dưới nghe và chọn câu đúng với nội dung tức là nghe là một là A hay là B đó thầy có đánh dấu trước rồi nhưng chúng ta nghe rõ của nó là cái gì đó. Tại sao lại đúng tại sao lại sai tiến một tiếng nghe câu đầu nhé Số 3. Nghe và chọn câu. Nội dung đúng. 1. 그것은 휴대전화가 아닙니다. đó, còn chim tê thần hoa chim ừ, tê thần hoa cá cái đuôi câu là gì? Không thể in người ta cho nghe lại그것은 휴대전화가 아닙니다. ờ à, thật có xin chim tê thần hoa cá ảnh người ta tức là gì kia chim tê thần hoa cá ảnh người ta cái đuôi ảnh người ta là gì vừa qua học đây à vừa trước học đây án đi là gì không phải là cái gì đấy con thò còn xương chi đen toàn hòa ra án đi tức là gì là gì thò còn xương là kia kia gì án đi không không phải là cái gì chi đen toàn hòa điện thoại di động ừ. Kia không phải điện thoại di động Game입니다. chi đen là cái gì à, rồi nó là cái đồng hồ cho nên thầy mới chọn cái A này đúng không đấy nó bảo là kia không phải là cái điện thoại di động mà là cái đồng hồ nên chúng ta phải chọn câu A chọn tiếp theo à, Cường 2. 그것은 책상이 아닙니다. ừ, là gì đấy họ có xin chết sang nghi ảnh mì Thật đã ra nhắc lại câu đấy xem nào họ có xin cho có ân chắc sang chết sang nghi im đề tả đâu án à, đi mì đà cái đuôi của nó là án à, đi mì đà không phải im mì đà
thò dân chắc sang nghi án như mình đã nào, nhắc lại câu Cho khân thò cò chắc sân, chúng ta sẽ đọc đây đọc cho khờ để sinh thò cò sân sau đến chết chết cho gì khờ sinh chết chắc sang sang y đi mệt sau mỏi. à, đâu nó dùng cái đuôi câu này cơ mà, dùng cái câu đuôi án đi mì tả cơ mà, thò cò sân chết sang nghi án đi mì tả nào, nhắc lại thò cò sân chết Cho con sinh chắc sang Anita án đi mì tả tiếp nhau tuy dây mì ta nó bảo gì còn câu cuối nói nốt nào cường đã xong đâu ý câu ba thôi. câu hai đã nghe xong đâu, mới nghe được một câu, một câu có hai hai câu nói, hai câu nó đọc lên nhưng mà còn câu này nghe lại Sách 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 đấy, cái câu cuối nó nói là gì, ừ sai mì tả, ừ sai mì tả là cái gì, đâu rồi ừ đi sai gãy đây là thôi cái gì, ừ sai đây là cái gì, ừ sai mì tả là ừ sai đi mì gãy. tả biết ừ? Học cái gì? Ừ sai mì tả này là không biết là gì. Học cái tỷ lần rồi gặp mấy cái này là cái gì? Nào, ừ sai mì tả là cái gì? Nghĩa là gì? Ừ sai là cái gì? Kệ thôi ạ. Uy cha im được là Ừ sai là cái gì? kệ. Cái ghế, đúng không? Là cái ghế, đúng không? Thì vậy nên thầy mới khoanh được vào câu A đây, đúng không? À, giờ từ mới không nhớ, từ bữa câu không nhớ. Cái này thì học hành kiểu gì? Liệu đi đường đến mấy bài, hết được bài 5 không? Bắt đầu hôm nay dạo được sang bài 3 là nó đã khó hơn nữa rồi nhá. Nó chứ không phải là giống như bài 1, bài 2, nó chỉ lặp đi lặp lại mỗi cái đuôi câu ạ. À, vì im đi tả, im đi cá đúng không? À, cứ học hành như này không thể học lỗi qua, lỗi bài 5 đâu. Nào ánh, câu số 3, cho thầy. Ba, 그것은 문이 아닙니다. Nào, nhắc lại cho thầy. Có thể là 그것은 문이 아닙니다. Ừ, tức là cái gì? Kia. Là kia không phải là cái cửa. Rồi. 창문입니다. 창문입니다 là đây là cái cửa sổ. Đúng rồi, đó nên thầy mình có B. Quốc nào, quốc có 4 này. Bốn. Kakasin không thích ý anh nhỉ đã. Là gì đấy? Em Kakasin thích nghi. à, khùng thế ký. Thò có sân khùng thế ký. Xong rồi đuôi câu của nó là gì? À ním. À Em ním. imita. Thò À, thò có sân khùng thế ký à ním gì ta? Nhắc lại cả câu. kakasin chung khóc nghi anh nhỉ đã. Cái gì đọc cái gì đấy, khùng chết từ Không đây đọc chết. là khùng chết y, khùng chết chữ cờ lối lên cái chữ y nữa đúng không, khùng chết kỳ án mì đạt cho có Cùng sân chết khùng khi chết án mì đạt cùng chốt khi anh đi mì đà tiếp này hay kim nhỉ đà chết y mì đạt chắc im mì đà rồi đấy, vậy nên thầy mình quanh vào số qua không tiếp này, hãy nghe hội thoại nếu đúng thì ô sai thì x à, nó sẽ có lần lượt từng hội thoại một mong là Quỳnh nghe cho thầy hội thoại một này. hai luyện nghe số 1 hãy nghe hội thoại nếu đúng nội dung thì đánh dấu ô nếu sai nội dung đánh dấu x gì một 이것은 무엇입니까? Ủa xin nghĩ cá nghĩa là gì? Đây là cái gì? 책입니다. Là quyển quyển sách đúng không? Hai Đó vậy nên là chúng ta mới điền được số à cái đúng đúng không, nó bạn nó nói là y có câu hỏi gọi là y có xuất mùa xin nghĩ cá à, rồi, cái này là cái gì đấy đúng không, chắc chắn cái câu này nó sẽ lặp lại cho của bốn câu còn lại nào, chiến này 이것은 창문입니까? 아니요, 문입니다. 아, 이것은 임니까? 아니요, 이 니까? 아니요, 문입니다.
Môn mì là nó bảo là gì, đây có phải là trang môn mì cá là cửa số không, nó bảo hà nhố không à, môn mì là cái cửa rồi. Ok, cường cường cô ba này, cường xí, cường ơi làm phải gọi nhỉ. À, thật có xin khả Ừ, nó nói gì đấy, thò cò xưng khả băng mì cả. bang gì À, nhắc lại, thò cò xưng khả băng mì cho cả. bò xin Khả băng khả bang im đi ta im mì cả. À, nghĩa là gì? đi cả. Thò cò xưng khả băng mì cả, nghĩa là gì đấy? Thò cò là cái gì? Đại là Thò cò là cái kia. Thò cò xưng khả băng mì cả, tức là cái kia là, khả băng là cái gì? Khả băng là cái gì? Cái bé học từ mới ở Cường. cái tuổi thôi ạ, Khả băng là cái gì? cái tuổi Cái gì? Cái túi á. Kia là cái túi phải không? Không. khả băng입니다. Nè, khả băng mì đạ. Nhắc lại, nè, Vâng, mì đạ. nè khả băng입니다. Nghĩa là gì? Vâng, đó là cái tuổi. Rồi ok, tiếp ánh này. Muốn. Thật có xin sát cho Anh ơi. thầy ơi, em chưa nghe rõ. Ừ. Thật có xin sát cho nhìn cả. Cho có xin Ừ. Xin sát cho nhìn cả. In nhìn cả. tha chân mì cá, nghĩa là gì? Thọ có xin tha chân mì cá là gì? Rồi. Kia là từ điển có phải không? Ừ. Anh요, 책입니다. Anh요, 책입니다. Không phải, đây là quyển sách ạ. À, đây là cuốn sách. Rồi, để bên chọn được số. Số 4 này chúng ta sai nhiều. Rồi, tiếp theo này. Điền từ thích hợp vào 1 và 2. Đây, số 1 và số 2. Đó, thầy có điền sẵn rồi này. Số 1 và số 2 này. Xem nghe ra nó cái gì nhá. Là anh Quốc, Quốc ơi. Để. Rồi nghe từng câu và nhắc lại thầy. Số 2. Nghe hội thoại và trả lời câu hỏi. 1. Điền từ thích hợp vào 1 và 2. 이것은 무엇입니까? Cho đây nói này, nhắc lại. Ocasin. Y có sinh, y Y có có sinh. mùa sinh gì cả. Y có sinh mùa sinh đi ta. Y có mấy ca nhé, y có sinh mùa sinh gì cả. Y có sinh mùa hoa ni ta. Mùa sinh gì cả. Mùa Y sinh ni có ta. sinh mùa sinh gì cả. Thì câu đấy nó viết như nào? Y có sinh đúng không? Y có sinh Y có sinh. mùa sinh gì. Mùa Cá. sinh gì cả. Cái này nó chúng ta đọc là mùa sinh nhì cá, cái từ mùa ớt đấy nó sẽ đọc như vậy, y có sinh mùa sinh nhì cá, được chưa? Đó, đây để lên đây luôn, tôi biết y có sinh mùa sinh nhì cá nghĩa là gì. Y có sinh mùa sinh nhì cá nghĩa là gì? Y có sinh mùa sinh nhì cá, Thì đây là đây là cái mùa, mùa là cái đáp gì, đây là cái, đây là cái gì? án Đâu, nó đang hỏi câu này mới là câu hỏi, nó hỏi đang hỏi đây là cái gì đây là đó. cái gì nhỉ? Ừ, tiếp Quỳnh này, Quỳnh nghe câu tiếp theo này. 한국어 책입니다. Thì thân cũng có gì. 한국어 책입니다. Thân cũng có check in đạt. Nó không có y nhá. Thân cũng có, chỉ cần là thân cũng có check in đạt. Tức là nó bảo là đây là quyển gì đấy. Quyển sách tiếng tiếng Hàn nổi chiến này. Thật có xin시계입니까? Thảo có xin CK im các. Thảo có xin CK các. Cái đồng hồ không? 아니요, 시계가 아닙니다. Anh yêu CK đã anh nào cường. À tôi nốt đi, trên nốt đi. CK đã anh nhỉ đã. Anh yêu CK đã anh nhỉ đã. Nghĩa là gì? CK đã anh.
À, đấy không phải là Không, Shige là một hình chữ dạng. không phải là một chữ Không phải là đồng hồ đúng không? Shige à, Shige là hình dạng. chữ điện thoại. À, đấy. Không phải là cái gì, không phải là cái đồng hồ đúng không? Nghe tiếp này, quốc, à cái gì nhỉ? Cường này, cường nghe này. Chu 휴대전화입니다. Hoa mì đại. Nếu 시계가 아닙니다. 휴대전화입니다. Đó là gì đấy? Cường nhắc lại là gì? Hữu tế thần hoa mì đại. Nó sẽ là hữu tế thần hoa mì đại. Nhắc lại cho thầy đọc. Hồ tê tròn. Hữu không phải hô tế. Hữu hữu tê mì đại. Hữu tê thần Hữu hoa. À, hữu tê thần hoa. sáng im đi ta. Hữu đọc lại đây, hữu tê Hữu tê tròn hoa. tròn hoa im đi ta. Rồi. Hai. Tiếp theo là ánh nhà số 2 bên dưới đúng không? Chúng ta sẽ nghe xem nói cái gì. Điền từ thích hợp vào một và hai. 저것은 텔레비전입니까? Thì đấy. 저것은 텔레비전입니까? À, television thì cá nghĩa là, tự nghĩa là gì? Television đây là cái gì? Television thì cá. Television đây chính là cái gì? Cái tivi à? TV à, đó phải TV không? 아니요, 텔레비전이 아닙니다. Thì đấy, anh nhớ아니요, television. television 아닙니다. À, nghĩa là gì? Đây không phải là TV. Rồi, tiếp quốc, quốc đâu nhỉ? Computer입니다. Ừ, là cái gì đấy? Mẹ. Nghe thấy chưa? Tôi Không nhắc chưa. lại. Television이 아닙니다. Computer입니다. Đó, computer입니다. Computer, computer Computer입니다. Thế là gì? máy Con, tính ạ. con là máy tính, không? Nghe câu lửa đi. 이것은 무엇입니까? 이것은 무엇입니까? Nghĩa là gì? 무엇입니까? 이것은 뭐. 무엇입니까? Nghĩa là gì? 이것은 무엇입니까? Nghĩa là gì đấy? Thì câu này thì 이것은 무엇입니까? 이것은 무엇입니까? Nghĩa là gì? Đây là cái gì ạ? À, đây là cái gì? Gà Gà băng băng. in gì? Nghĩa là À, gì? băng in ta. Đó là cái gì? Cặp sách ạ. Là cặp sách rồi. Hết. Vậy ở đây chúng ta sẽ nói là khá băng, đúng không? Đây chúng ta sẽ điền được ở trên là computer, còn đây là khá băng. Còn cái television không phải, đúng không? Rồi, tiếp này, bên dưới, nghe và điền vào chữ trống cho thầy, nghe và điền vào chữ trống. Rồi, nghe và điền vào chữ trống rồi nhá. Để cho nghe một lượt từ đầu đến cuối trước này, chú trọng và điền này. Ba, nâng cao. Số một, nghe và điền vào chỗ trống. Một, 저것은 텔레비전입니까? Xin. 아니요, 텔레비전이 아닙니다. 컴퓨터입니다. 이것은 무엇입니까? 가방입니다. 하이, 이것은 시계입니까? 네, 시계입니다. 이것은 공책입니까? 아니요,
공책이 아닙니다. 책입니다. 저것은 가방입니까? 네, 제 가방입니다. Đâu? Nào, nghe lại nhé, nghe lại bị điện. Nâng cao. Lúc chúng ta đến được Quỳnh nhé, Quỳnh Điền nó là con đầu tiên này. Số 1. Nghe và điền vào chỗ trống. 1. Thật là Điền cái gì ở đây? television. Ừ, không. À, cho sân television bị cắt. À, là kia là. À, kia là TV phải không? Rồi tiếp này, à, chiến câu tiếp theo. Aniyo, television이 아닙니다. 아닙니다. Tức là gì? Không, không phải là cái TV. Computer입니다. Không, không phải là cái gì? Máy tính. Và tiếp, cái dòng tiếp theo của Cường.이것은 무엇입니까? Là gì? 이것은 Mùa suy nghĩ.입니다. Đây입니까? chúng sẽ đọc thành mùa nhé. Mùa suy nghĩ cá. Mùa suy nghĩ cá nghĩa là gì? Có sinh mùa suy nghĩ cá nghĩa là đây là mùa suy nghĩ cá Cái cái gì đúng không? Đó. Đó. Cường nghe tiếp câu lửa đi. gabang입니다. À, là cái gì đấy? gabang입니다. À, cá văn người ta là cái cặp. Pickup. Ừ. Rồi tiếp, ánh nghe phần cưới tay này. Hai. 이것은 시계입니까? 여기. 이것은 시계입니까? 아, 이거 시계입니까? 그러니까 cái này là 시계 là đồng. Đồng hồ. Ồ, phải không? Tiếp. Nè, 시계입니다. Là cái gì ở đây? Nè, Đấy, siêu.시계입니다. Nó vâng, nó là cái Cái đồng hồ. đồng hồ. Và tiếp quốc này, nghe câu tiếp theo này.이것은 공책입니까? Gì? Y ca sinh cung cung cái gì thế? Chết, cùng chết, im nỉ. Cung chết như ta. Im nỉ cá, câu hỏi này. Y có dân Đây là im nỉ cá. quyền vợ phải không? Rồi, ok. Tiếp nghe tiếp câu lượt. Aniyo, 공책이 아닙니다. Aniyo, không. Ừ. Cái từ trong một Aniyo. Rồi, là gì? Chỗ này thì là gì? À nhô gì? em không nghe thấy từ đấy. Không, không thích gì ảnh gì ta? Không thích gì ảnh Không, gì? Chết gì ta? đó không phải là quyền vợ. Không phải quyển vở, nó là quyển chết. Nó là quyển Từ sách. điện, Sách, từ chết. sách. Nó là quyển sách. Tiếp, Quỳnh nghe tiếp, câu tiếp theo này.저것은 가방입니까? 여기. À, cả băng mình cá nghĩa là gì? À, kia là cái cặp phải không?네, 제 가방입니다. 네. 네. 아, 가방입니다. 그럼 nó là cặp của tôi. Rồi, ok. Đó. Tiếp theo bài cuối này. Nghe hội thoại. Đồ chọn ra đồ vật có trước mặt hai người, tức là hai cái đồ này trên là gì?
là mỗi người nghe từng câu một của thầy. Chiến nghe trước. Số 2. Nghe đoạn hội thoại và chọn ra những đồ vật có mặt trước hai người. 이것은 컴퓨터입니까? Xin có cái Thọ vật xin không thu thôi mì cá, nó đang hỏi mà thọ vật xin không thu thôi mì có, tức là gì? Ừ, kia là máy tính phải không? computer입니다. Đi. Rồi, ok. Tiếp, Cường, Cường nghe tiếp này. Cường이것은 무엇입니까? là gì đấy? Y có xin mùa xin mì có. Nhắc lại, Là y có xin mùa xin mì có. y có xin Mùa xin mu mì có. Y có xin mùa xin mì có. Câu mùa xin anh mình nhắc lại từ đầu đến cuối rồi. Y có tới mùa xin mì có. y có xin mùa xin đi cá. Rồi, đây đọc là mùa xin mì có. Nghĩa là gì? Y có xin mùa xin mì có. Y có là Đây gì? là cái gì? À, là cái gì? Cái này là cái gì? Đúng không? Nghe câu tiếp theo nhé. Hàn국어 사전입니다. Gì đấy? Hàn국 có 한국어 사전입니다. 한국어 사전입니다. 한국어 사전입니다. 한국어 사전입니다. 한국 có sa Son sa cho em đi ta tức là gì? cuộn là Han sách do từ sao từ cho điển Han do tiếng sao cho Hàn. về từ điển tiếng tiếng Hàn. Tiếp. Hóa có Anh cho con từng mỗi sinh mệnh cá nghĩa là gì? nghĩa là ở đây là cái gì ạ? Cho con từng nắm kia kia là cái Kia là cái gì? Radio입니다. gì đấy? Radio. Em Radio là gì? Radio là cái đài ấy. Radio và radio là cái đài. Radio gì đó là cái đài. Tiếp quốc, quốc này. Thế rồi. Thế chọn mấy? Chọn được A với C con đó. Rồi ok, như vậy là hoàn hoàn chỉnh bài số 2 rồi. Nhưng kiến thức vẫn không thể có trong đầu. Anh đi nhắc lại đi tỷ lần nhưng vẫn không thể nhớ, không hiểu luôn. Do mọi người không về nhà không chịu học từ mới không chịu xem lại bài nên nó mới như thế thôi. Thầy đang dạy quá chậm so với quy định, không thể là cái lớp nào mà chậm hơn, không một cái lớp nào mà nó chậm như cái lớp này luôn. Nào sang số 3, bài 3 chúng ta sẽ liên quan đến ý sang xem hoài, tức là sinh hoạt hàng ngày, được chưa? Sinh hoạt hàng ngày hôm nay có từ mới đó, từ mới thầy cũng không dám dạy nhiều đâu, hôm nay từ mới đọc đi đọc lại từ mới thầy nhé. Đầu tiên ai đến quốc là quốc đọc từ mới cái dòng đầu tiên này, cái dãy đầu tiên như này quốc đâu? em thấy là ta ta Ca ta tà đúng không? Cái từ ta này ta ta từ tà cho thầy khá tà vâng khá ta tà ta tiếp. ta ta Đến ngô ta cô ta tiếp ngủ cha ta xa lá ăn kia là mon ta đâu o cờ mà o có nặng móc mọc ta mọc móc ta tà mọc tà móc ta. rồi ok tiếp Quỳnh đọc lại tiếp theo uống mà xá rồi ít tá tất tá tiếp tiến cái này em chú ý đâu đấy phải có ghi chú ý ở dưới này, tức là cái âm hờ này là âm âm câm cho nên mình phải nối chữ r lên, mình sẽ đọc là y đa tạ. Y đa tạ tiếp được học rồi tiếp quần đông ha tạ rồi ok tiếp cường cường đọc giải tiếp theo nghỉ ngơi Xui ta suy suy đọc là suy sờ u y ấy. Suy tả xui ta suy tả tiếp mana ta màn na tả tiếp sa ta tiếp chong a cái ha ta âm hờ bên dưới này này
Âm hở bên dưới là âm câm đấy, chúng ta sẽ không đọc, chúng ta chỉ đọc là gì? Chồ a ha tả thôi Chô ha ha nhé. Chồ a ha tả, mình sẽ đọc là chồ a ha tả như này. Âm hở là âm câm, nhớ tại chồ a ha tả. Rồi tiếp theo. Tại tiếp theo ấy. thầy là cư tả Khư tả. chắc tả Đợt đặt dấu nặng như này, thạc thạc tà. chắc tả Tiếp cái từ man tả chúng ta sẽ đọc là màn thà, đọc tiếng Việt như này, màn thà. Tại sao lại đọc, tại sao chúng ta lại đọc là chữ thờ đằng sau? Tại vì chúng ta có một cái quy tắc mà biến âm là cái chữ gì, chữ hờ đúng không, mà gặp phải chữ chữ tờ thì suy ra chữ tờ chúng ta phải đọc thành chữ chữ thờ, cho nên chúng ta sẽ đọc màn thà. Còn bên dưới tại sao mình lại đọc chữ N mà không đọc chữ H? Tại vì chữ N với chữ H này chúng ta phải đọc cái âm trước nó là cái gì? Đó là cái nguyên, nó là cái phụ âm đôi, âm kép đứng đứng cuối đúng không? Nên đọc là màn thà đấy thầy nhá. Đó, đọc màn thà. Đó. Rồi. Đọc lại ở đây màn thà. chọc chọc ta Và đọc tà. Rồi tiếp quốc nào, quốc bên dưới. Cái từ này cũng thế. À, cái từ này của chúng ta cũng gì, cũng có quy tắc, thì cũng có quy tắc biến âm giống như thế này, cho nên cái chữ này chúng ta sẽ đọc là gì, chữ tờ đấy, thì chữ hờ bên dưới thì biến thành chữ tờ rồi đúng không, tại chữ hờ khi nào luật. với thì nó đọc thành tờ, thế nhưng mà cái chữ hờ, chữ hờ gặp chữ chữ tờ đằng sau ấy thì lại mình phải đọc biến thành chữ gì, Thờ thì mình sẽ đọc là kiên là chột, chôn đọc dấu nặng có thể chột thả, chột chột thả thả, đọc chột thả, chột chưa thả chột thả. chột thả Ừ. chột thả Tiếp từ xấu kiên là na na bư na nạp, bư tả nạp tư tả, huyền ngang ngân thành nạp tư na tả bư tả na rồi, bư tả nạp tư tả rồi, hay thú vị. Che mi ịp tả Mịt tả tiếp không hay. kia là che nghi che mi Mi tả học tà rồi, chế mi học tà rồi, tiếp theo Quỳnh tập tẩy, tiếp theo thầy tha copy bang vũ rồi, tiếp Thiến dòng dòng hóa, hoa cái này cũng lối âm lên nhá, đây thầy có ghi lối âm ở bên trên này này, tức là như nào, ừ mát cái chữ mờ lối lên đúng không, ừ mát, ừ mát, xin sờ y nở xin môn rồi, tiếp đâu xin cu, xin cu. Ừ. Tiếp cường, cường đâu, cái này là gì, mù ót, mù ót đâu là gì, ti o tì đâu, o tì, ở ti o tì tiếp ở ti mu cu nu cu, nu cu cái nu cu, nu cu cu on che on che đó. Đó, từ mới chúng ta có từng như vậy đúng không, phải học thuộc từ mới sau này chúng ta lấy ví dụ nó mới nhanh, nhanh gọn nhẹ đó. Rồi xem nào, bây giờ vào ngữ pháp, vào ngữ pháp luôn, thì mấy cái bạn kia hai cái thằng rốt rốt thì nó đã rốt rồi, nó còn không đi học rồi làm nào, thầy sẽ đấy, thôi cố dạy thêm một cái ngữ pháp vậy, vẫn còn thời gian, đang không muốn dạy ở đây tại vì hai cái thằng kia nó rốt, nó lại nghỉ. Rồi nó sang bài mấy, bài bài ba rồi, bài ba người ta nói là gì, nhưng mà hàng ngày chúng ta cố đã có những pháp đầu tiên, chúng ta một chúng ta sẽ có chủ ngữ, chủ ngữ ân hoặc là nân, cộng lên một cái tân ngữ ân, ân hoặc nân, và cộng lên một cái động từ có đuôi câu V, xin nghỉ tạm. Đó.
Cái này thì là ai đó làm gì đó, đây là cái ngữ pháp đầu tiên trong bài. Đó. Rồi, bây giờ thầy sẽ đi giải thích đầu tiên, cái ngữ đầu tiên chúng thầy giải thích bạn nhé. Cái ân nhân này là cái gì? Có biết ân nhân này là cái gì không? Quốc. Vì ân nhân này là cái gì? Ân nhân này là À, ân nên này là kiểu có phụ âm đầu thì là ân còn tiểu từ phụ âm cuối chứ không phải phụ âm đầu, tiểu từ của chủ ngữ đúng không? Của chủ ngữ đúng không? Ở đâu có chủ ngữ người ta sẽ cho kiểu ân hoặc là nhân này vào, và cách dùng của nó là như nào, có phụ âm cuối đúng không, có phụ âm cuối thì mình sẽ cộng với gì ân đúng không, còn không không có thì là nên cuối thì chúng ta cộng với để nên nên đúng không? Rồi còn ân đơn, ân đơn này chúng ta cũng được gọi là tiểu từ của, tiểu từ của tân ngữ nhé, tiểu từ của tân ngữ đúng không, thì cái này chúng ta cũng cũng có cách dùng của nó là có phụ phụ âm cuối thì mình cộng với ân đúng không, còn bởi vì không có phụ âm cuối à, không có phụ âm cuối thì chúng ta cộng với rân chọn. Và tiếp theo còn một cái cuối cùng nữa này, đó chính là cái b nhân tả, b nhân tả không, tức là đây là nó sẽ có hai, nó tách ra nhé, phải tách hẳn luôn nhé, một là b nhân tả đó, hai là sưng nhân tả, và chúng ta dùng trong một trong hai bờ đi tả hoặc là bờ đi tả hoặc là sưng nhân tả, thì cái này chúng ta được gọi là đuôi câu, đuôi câu sang trọng lịch sự nhé, sang trọng lịch sự ở sang câu dành cho toàn trọng. Cái này nó là đuôi câu trang trọng lịch sự. Mọi người lúc đấy chúng ta có một loạt những cái động từ ấy, nên chú ý này, có một loạt những cái động từ mà nó có cái đuôi như là tả tả này này, đúng không? Tả tả thì đây nó chính là cái gì? Nó chính là cái động từ nguyên dạng của nó. Thì khi chúng ta sử dụng vào câu để nói chuyện, để viết lách các thứ, chúng ta sẽ không được dùng một tả như này, mà mình sẽ phải dùng cái đuôi câu chia nó ra. Thì ở đây thầy được gọi là cái đuôi câu trang trọng lịch sự ở dạng câu trần thuật, và cách dùng của nó là như này, nó cũng chỉ có phụ âm cuối thì nó sẽ cộng với sưng lý thì tại, còn gì à, không phụ âm cuối thì nó không có phụ âm cuối, nó cộng với gì à, không à, không có phụ âm cuối thì nó thì sẽ cộng với b, b đi tại đó, b đi tại có, thì cấu trúc của nó là như vậy. Lý thuyết của chúng ta chỉ có mấy ngày đầu dòng đấy thôi, chưa có ba cái ngày đầu dòng thôi đó, nhớ nhé. Bây giờ đi vào ví dụ, ví dụ đó, một nó sẽ có câu là tôi học tiếng Hàn, được chưa? Tôi học tiếng Hàn. Thì đầu tiên mọi người xác định cho thầy trong cái câu này chủ ngữ là chúng ta theo đúng cái công thức của thầy này, chủ ngữ ân nhân sau rồi tân ngữ gì, ân nhân sau một cái động từ đúng không? Thì bây giờ chủ ngữ của thầy đây, chủ ngữ của thầy phải sử dụng ân nhân, thì trong một câu này chủ ngữ nó là cái gì? Đó chính là từ từ tôi đúng không? Thì tôi trong tiếng Hàn là phải có từ trò đó, cái từ trò này chúng ta có cái âm cuối không, không có cái âm cuối thầy sẽ cộng với gì, cộng với nên, chúng ta sẽ đọc là thọ nên, chưa? Sau bắt đầu để thầy bắt đầu thầy đi xác định cái tân ngữ, cái tân ngữ đây chính là cái tiếng Hàn, tân ngữ là một cái danh từ mà bị động từ tác động vào ấy, cho nên nó sẽ là một cái gì, một danh từ đóng vai trò là tân ngữ nhá. Thì trong tiếng này thầy có từ tiếng Hàn, tiếng Hàn của thầy là Hangul Go, cái từ Hangul Go thì chúng ta sẽ xét cái từ o này này, xét cái âm cuối cùng đấy nhá, cái o này nó không có phụ âm cuối đúng không, thì lúc đấy chúng ta dùng ân hay dùng rân à, chúng ta phải dùng rân đúng không, không có phụ âm cuối dùng rân, có cách xa. Sau tiếp chúng ta đi xác định cái động từ, cái động từ đây chính là từ học, học của thầy là cùng vua ha tạc đó, cùng vua ha tạc. Tuy nhiên thì cái cùng vua ha tạc chúng ta lại phải vì kết hợp với đuôi câu như này, và cái đuôi câu sử dụng như nào à, cái đuôi câu này nó là đuôi câu trang trọng lịch sự ở dạng câu trần thuật, thì bây giờ là có phụ âm cuối thì dùng sưng mì tạc, không phụ âm cuối dùng bê mì tạc. Thì bây giờ chúng ta xác định như thế nào để biết được là có phụ âm cuối hay không có phụ âm cuối, thì đầu tiên mình sẽ phải bỏ chữ tà đi đúng không, bỏ chữ tà đi và mình xét cái âm nhé, cái âm trước chữ tà này thôi, còn những cái công bu này chúng ta không cần xét, ta xét mỗi cái từ ha này thôi. Vậy cái từ ha này chúng ta không có phụ âm cuối đúng không, không phụ âm cuối thì mình sẽ cộng cái gì, b ni tà đúng không, b ni tà. Tuy nhiên thì đây b ni tà cộng như này đúng không, à, b ni tà. Tuy nhiên thì trong tiếng Hàn cái từ b nó không bao giờ đứng một mình như này được, nên chúng ta phải lấy cái chữ bờ này kéo xuống làm phụ âm cuối của chữ hờ này này đó, hai cái này kết hợp với nhau đó, cái chữ bờ với chữ gì ha này kết hợp với nhau thì thành
hấp di tả đúng không? Hấp di tả, những cái chữ B này khi nó thì kết hợp với chữ N thì nó phải đọc thành hâm lý di tả nhé. Đấy, được chưa? Đấy, cuối cùng ta chia được động từ cùng bu hâm di tả. Có cả câu là gì? Chó nên hăng vào đứa cùng bu hâm di tả. Được. Tiếp này, em trai đọc sách, đúng không? Em trai đọc sách. Là em trai đọc sách thì nó sẽ kết hợp như thế nào? Ở lúc đấy cũng đến đoạn ai thì lúc đấy là ai hỏi ai? Nhớ không? Lúc đấy ai đọc về phần cuối thành quốc à? Quỳnh là Quỳnh, Quỳnh làm cho thầy câu số 2. Đầu tiên là em trai đọc sách, em xác định chủ ngữ cho thầy là gì đây? Em trai là gì? Làm tông sen thì làm tông sen có có bạch chim, có phụ âm cuối chữ ân đâu, sau đến tân ngữ, tân ngữ là gì? Em trai đọc sách là từ sách chết đúng không? Chết sau rồi cộng với tiểu từ tân ngữ ân đúng không? Chết tới sau mới đến động từ này ịch, sau chưa đôi câu chọn thăm mi tả xưng mi tả, chúng ta có phụ âm cuối đúng không? Ịch tà thì một phụ âm cuối thì cộng xưng mi tả luôn, bỏ tà đi cộng xưng mi tả đây này đó con. Có phụ âm cuối thì mình cộng với thì xưng mi tả, và không phụ âm cuối mình bê đi tả đúng không? Đó. Tiếp chiến à, mẹ à. Mẹ làm gì đây? Mua quần áo, mẹ mua quần áo nói nào? Omoni cộng nên rồi sau mua quần áo, quần áo là tân ngữ, quần áo là gì biết không? Bột, bột là quần áo đúng không? Bột thì vậy còn bột phụ âm cuối không? Bột bột xương, bột xương sau đến động từ mua, mua là gì? À sa tà, à xăm gì đạt đúng không? Đó tiếp này à, bố uống cà phê à, thì nhỉ cường bố uống cà phê thì nói nào? Bố làm gì Bo chi à? Bố chi chủ ngữ cho gì bạn? nên Nên đúng rồi. Sau đến thì tân ngữ ở đây là gì? Cá. Tân ngữ này là gì? Tôi uống, bố uống cà phê đúng không? Bố là chủ ngữ rồi, bây giờ uống thì là động từ rồi, thì còn lại mỗi cái gì? Cà phê thôi, thì cà phê là tân ngữ, thì tân ngữ đây là cà phê là gì? cà phê. Copy, copy là cà phê. Vậy thì copy ở đây là có phụ âm cuối. Có phụ âm cuối không? Sân Tân là cái gì? Có rừng thế này đang hỏi đang có phụ âm cuối là không. không phụ âm cuối đây, không phụ âm cuối đó, không phụ âm cuối chúng ta cộng với gì? Cái chữ này nó đọc là gì? Rừng. Rin, copy rin. Sau rồi đến động từ, động từ đây là động từ uống, uống là gì? Uống là, uống là gì? Mà chi tà đúng không? Không có sách à? Phải nhanh trí lên Có thì thể sách đi này. Lúc nào cái phần thầy lấy phần ngữ pháp thì cái phần sách của mình lúc nào ở trạng thái mở cái chỗ phần từ mới ra. Thầy lúc mà từ mới không biết cái là nhìn nhòm mắt nhanh nhanh tay nhanh mắt và nhìn cái ra ngay đúng không? Từ mới đã không học trước rồi thì bây giờ mình phải dùng như thế được. Thì mà chi tà đây đó là từ uống đúng không? Bây giờ em bỏ chữ tà đi thì em thấy cái chữ si, chữ si đây là có cái phụ âm cuối không? không Không thì bây giờ cộng với cái gì? xin đi ta Xưng mi tà là có bắt phụ âm cuối mà. Nhìn kỹ lý thuyết xem. đi ta B đi tả đúng không? Thì như thầy bảo là từ B đấy nó không đứng một mình, nó phải kéo xuống cái chữ gì kia. Làm phụ âm cuối của chữ gì? C Đúng rồi, thì C cho chữ B xuống thì đọc thành gì? xin đi ta Tí sờ y bờ cơ mà. xin đi ta Ship đúng không? Ship ni tà, nhưng cái chữ bờ đọc thành chữ M thì đọc thành gì? ship Sim.
sinh ra đúng không? Sờ im mà im để đánh vần như tiếng Việt đây có gì đâu. Sờ im mà im sim sinh đi đà được chưa? Tiếp chị gái à, chị gái làm gì đây, có cái động từ gì à, chị gái nghe nhạc à, nào ánh là chị gái nghe nhạc. Thế thầy chủ ngữ là chị gái. Chị gái là gì? Còn còn ni là chị gái đúng không? Còn ni là chị gái Còn Nhi Ninh. nên còn ni nên sau đến gì? Tân ngữ đây là gì? À, nhạc ạ. Nhạc là gì? Nhạc âm nhạc đấy là gì? Ừ mà. Từ mát đúng không? Từ mát thì bây giờ từ át đây nó có phụ âm cuối không? Dạ có ạ. Cộng với gì? Cộng với ân Ân mo từ mang cái đầu tiếp thì nó đọc từ lá động từ là nghe nghe là gì? tất tả Tức tà thì bỏ từ tà đi thì nó chưa như nào, nó có phụ ừ. âm cuối không? Có phụ âm cuối ạ Thì cộng với với sinh ni tả. rồi thì sẽ như nào? Đọc lại câu nào, on ni nên từ mặt cái mì tạc đúng không? Ờ, đi lên. Em gái, em gái làm gì đây? Có cái động từ em gái ăn bánh mì, em gái ăn bánh mì Quốc, em gái ăn bánh mì nói nào? Okay. Em gái là Em gái ạ. ừ, em gái ăn bánh mì. Em gái là gì? Giò tôm sen. Giò tôm sen là em gái. Vậy giò tôm sen đây nó là chủ ngữ đúng không? Nó chủ ngữ thì Vâng. nó có cái gì? Chủ ngữ thì nó có phân nhân ạ. Nó có phụ âm cuối không? Có ạ. Có thì cộng với gì? À, cộng với ơn ạ. Tân là tôi sẽ ngân ở tiếp. Tân ngữ đây là À, chân ngữ. Tân ngữ đây là nghiệp. bánh mì đúng không? Bánh mì là gì? Bánh mì. Bánh mì lá. Bánh em thấy bánh mì là Lá bánh mì là bàng tang đúng không? Đọc mạnh lên tang. Đây bàng đây có phụ âm cuối không? bàng có Cộng với gì? Từ cộng với tiểu cộng với tiểu từ rui rui ân ân đơn đọc ân ân có phụ âm cuối cộng với ê mà ân và đơn đúng không? Thì bây giờ có phụ âm cộng với ê rồi sau đến động từ. Động từ là động từ là ăn ạ. ừ, ăn trong tiếng Hàn là ăn Vừa ăn thế chưa biết sao giỏi ăn là bình hay là ăn cho thầy ăn là mon mon ta mọc mọc tà đúng không? mon ta Mọc mờ o có mặt mọc cho thầy mọc. mọc tả Bây giờ bỏ từ tà đi thì cái từ mọc để nó có phụ âm cuối không? chứ mọc có Thì cộng với gì? ân ạ. Ân hay đừng cái gì ở đây? Đuôi câu thôi mà. À, em thấy là đọc à, thành có phụ âm cuối là sư Gì? xịp 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 Gì bị sưng xịp bờ ư bờ thì chữ bờ đọc thành chữ mờ đúng không? Thì nó đọc là vâng sưng, sưng cho thầy, sưng sâm sưng gì? sâm sâm ni ta
gì đã nào gì mà khó khăn thế, biết được mãi mình câu. Tôi tiếp là ai ở đây? Hoa, hoa làm gì? Mua rồi hoa làm gì ở đây? Gặp bạn bè ở hoa, gặp bạn bè Quỳnh. Ừ, hoa xuân đang bạn na tà thì chia thành bạn à, bạn nam mình đã có bạn nam mình đã một xưng nữa, na là có từ của cuối đâu tiếp nam. Ừ. Nam thích. Ừ. Nam thích thì đại nam thích đã. Hiến nam thích đã. Nam thích đã. Ừ. Đã. Nên nó rưng trong không phải tâm mà cô và tú huyền là chỗ cháu tôi huyền chỗ chỗ a ha tà thì khăn mình tà chỗ a mình tà tiếp anh trai tập thể dục tập cường anh trai tập thể dục Vũ Lan. Ô ba Vũ Lan. Ô ba. ô ba Ô ba là con gái gọi, mình là con trai thì mình gọi là ô ba, nhưng còn con thì con của mình là con trai thì gọi là Yong, đúng không? Yong này thì có phụ âm cuối không? có Thì cộng với anh Yong, Yong gì? Có thì cộng với gì? anh Ân cầu cho ngân bắt đầu thì trong cái câu này có tân ngữ không, anh trai tập thể dục có tân ngữ à, tập thể dục là tên gửi tập thể dục là cái động từ hay danh từ đồng từ à, thế vậy nó còn có cái danh từ nào khác không? không Không, thì vậy chúng ta bỏ qua tân ngữ, trong cái trường hợp không có tân ngữ bỏ qua tân ngữ đến động từ luôn đúng không? Thì động từ ở đây tập thể dục là gì? Uốn tông. Uốn tông ha tà là tập thể dục đúng không? Thế em chia đôi câu cho thấy bỏ chữ tà đi chỉ còn chữ kha này có phụ âm cuối không? Hả? Benita Gọi là bê ni tà, bê ni tà thì cho chữ B xuống làm phụ âm của chữ gì? đưa Kéo xuống làm phụ âm của chữ gì? đưa xuống qua À, ha nhé, cái chữ ha rồi đúng không? Chữ ha rồi bây giờ có cái chữ B, cho chữ B xuống làm phụ âm nữa thì em đọc thành gì? Hờ A với chữ B, Hạp B đọc thành chữ B, B, hờ A, B, hạp đúng không? Hát như cái chữ B đọc thành chữ B thì thành gì? Thăm. Khăn nhỉ, khăn nhỉ hạp đại, khăn nhỉ đi đại. tòa Rồi trong trường hợp này chúng ta chú ý nhé, đối với những cái câu mà không có hạp đi tòa tân ngữ này, đối với câu không có tân ngữ này nhưng động từ của nó lại là cái động từ ha tà này, có đuôi ha tà này, thì trong trường hợp mình có thể tách tách cái phần mà ùn tông này tách ra cho làm tân ngữ rồi chúng ta viết thành khăn khăn nhỉ tà như vậy được đúng không? Yeah. Tức là mình ùn tông khăm mì tà cũng được và ùn tông khăm mì tà cũng được nhá. Hai cách luôn nhé và chú ý nhé sau rồi đến lúc đi vào bài rồi ô sao nó lại tách ra như này nhớ đấy nhé đấy. Không có tân ngữ này và rồi động từ của nó là động từ có đuôi ha tà này thì mình tách cái phần trước ha tà ra làm tân ngữ cho ân ân ưng và được đúng không nha. Tiếp này anh vừa em tôi à, em tôi đang làm việc em đang làm việc người em đang làm việc đi. Người em đang làm việc người em đang làm việc có câu này như nào ánh thì cái này em thầy chủ yếu là em người em đúng không người em vậy bây giờ em đây là gì Tống
em thôi đúng không? Tùng À, Sen làm Tùng Sen em em trai, giờ Tùng Sen em gái và Tùng Sen là em nói chung đúng không? Tùng Sen thì cộng chủ ngữ là Tùng Sen. ơn Ơn đúng không? Sao làm việc? Trong cái câu này cũng không có tân ngữ đúng không? Không có tân ngữ thì chúng ta có cái động từ là làm việc là gì? ý ra tạ Thì ra tà chia thành ra ý ra mi tạ và chúng ta có thể tách ra tại vì nó không có tân ngữ đúng không, cho nên là nó lại là động từ có đuôi ha tà, mình có thể tách cái chữ in ra làm tân ngữ thì chữ in này có phụ âm cuối thì mình cộng với gì thì đây sau rồi ừ. ăn gì ta đó hiểu chưa đó. Hôm nay học được một cái ngữ pháp này thôi, thầy chỉ dạy một ngữ pháp này thôi để ngày mai à, thứ hai đúng không, thứ hai thầy dạy tiếp các ngữ pháp còn lại thì về nhà nghiên cứu kỹ cho thầy đó. 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 Rồi hôm nay học đến đây. Ừ. Em học có hiểu không như nào? Ừ. Còn số cấp 2 thì hơi quá sức rồi à? Như nào? Tại vì em cũng đã học mấy IBS và IBS nó học còn nhiều hơn so với cái quyển 1, quyển 2 của du học này.